Trên đường từ Mộc Châu về thì mình đã dừng chân tại một cái vườn đào ven đường ở Mai Châu để chụp ảnh các bạn nha. Vườn đào thì có cả hoa cải vàng rất là đẹp luôn. Và hôm nay thời tiết đẹp nên là rất là nhiều người. Hoa đào rừng giá 10.000 đồng một người. Ôi, đâu rồi, tiền đâu rồi? Đấy, 20.000 hai người nha. Đây. Nhiều đây. Cái này anh nghe chắc cả này. Thời tiết trên này hôm nay thì nắng hửng, nhưng mà nếu mà như Slao hôm trước thì đi qua ấy, hôm khu vực này đi qua hôm thứ tư à, sương mù dày đặc luôn. Đây họ cũng tạo thành lối đi thế này, đấy, lối đi riêng các bạn, lối đi để đi lên trên này xem cải đây, cải vàng này. Một ngày họ thu khá nhiều đấy, như mình vừa vào đã 2 người 20.000, còn đoàn hàng chục người. Phía dưới là vườn su su rồi. Dưới đấy nhiều hoa mà, nhưng họ đang đứng đông. Này chỗ này chụp ảnh nhiều. Sao anh có tảng đá lên vấp đấy. Đây là rồi. Trên kia nó lạnh, mặc đồ hơi ấm ấm, xuống đây nên nắng nóng. Nơi này cũng đẹp hết.
đào này đúng mùa thì rực rỡ luôn các bạn. Hạt còn rất dễ là dưới này nhưng mà mọi người không xuống, mà nó cũng héo rồi nên không còn đẹp rực rỡ nữa.